Vợ ăn nốt đi. Vợ ăn nốt đi. Vợ ăn nốt đi. Mày nói gì đấy? Mày nói gì đấy? Mày nói vợ gì? Thế mày bây giờ mày nói vợ gì? Thế mày bây giờ mày nói vợ gì? Nhá kìa. Mày sao ấy? Đây là vợ tao, không phải vợ mày. Đây là vợ tao chứ không phải vợ mày. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mày nhá. Chết rồi. Vợ vợ ai? Vợ của kiến chủ ấy. Vợ của ai? Vợ của anh này. Đấy chưa? Vợ của anh này đấy chưa? Vợ của anh này đấy chưa? Mày nháo gì? Hello mọi người nhá. Đã quay trở lại với cả video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay là mình sẽ có một màn chôn dành cho anh Kiêm và chị Thư anh em ạ. Đấy, anh em biết màn chôn gì không? Bây giờ mình sẽ gọi là bật mí cho anh em nhá. Anh em màn chôn gì chưa? Anh chưa biết. Chưa biết á? Em bật mí anh biết gì chứ. Hôm nay thì em sẽ có màn chôn là em sẽ nhại lại chị Thư để xem anh Kiên có gọi là đánh mình hay là làm gì mình không. Anh em hiểu không? Anh chỉ bây giờ nhá. Anh kia như đang gọi là đang húi ông kia làm gì ấy. Đấy. Hay là em anh vào ấy luôn nhá. Bây giờ bắt đầu thôi, let's go. Let's go luôn. Let's go luôn mọi người. Mình cay lắm anh em ạ. Tại biết vì sao? Suốt ngày thấy bà lấy hai ông bà cứ chôn nhau, loạn hết cả cái xóm lên. Anh lại tưởng em là thấy hai ông bà suốt ngày cơm chó. Đấy còn gì nữa. Em thì không có gì đâu, em nó cay đấy. Đó, đâu. Đấy. Bình thường thôi. Ôi trời ơi. Anh già. Hôm nay chị ra ngoài làm gì đấy? Bình lịch đi đâu. Ngồi trong nhà nhiều chán. Ngồi ở ngoài này cho nó thoáng. Mấy anh em ra làm gì đấy? Anh đi lượn lờ đi. Bây giờ anh ngồi chơi cho anh. Này vợ ăn nốt đi. Vợ ăn nốt đi. Vợ ăn nốt đi. Mày nói gì đấy? Mày nói gì đấy? Mày nói vợ gì? Thế mày bây giờ mày nói vợ gì? Thế mày bây giờ mày nói vợ gì? What the fuck? Damn! Nhá kìa. Thằng này sao ấy? Thằng này náo nhở? Ôi đi, co mẹ. Thằng này. Mà chúng nó bóp chân nó vỡ với tự nhiên vừa đau chân nữa. Ngồi nhiều mỏi hết chân. Đây chồng bóp kìa. Bỏ tay ra. Mày mỏ tay ra mày đập vợ tao đấy. Đây vợ tao đấy. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mày nhát rồi. Vợ tao đấy. Đây là vợ tao đấy. Ô thằng này mày bị ngáo à? Tao vợ tao đây mày vợ mày nào lúc nào? Ô đây vợ tao đây mày bị ngáo à? Đây vợ tao đây mày bị ngáo à? Mày ăn phải cái gì nhỉ? Mày làm sao đấy? Đây là Phạm Thư vợ anh rồi mày bị ngáo à? Đây là Phạm Thư vợ anh rồi mày bị ngáo à? Đây là Phạm Thư vợ anh rồi mày bị ngáo à? Ăn đù. Được của nó đấy. Vậy rồi, nói làm sao? Thôi vợ ơi, mày nói mày làm sao vậy đi? Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Vợ ra ngay đi. Ôi mày, mày yêu mày đâu mày về mày chăm người yêu mày chứ? Con người yêu mày đâu mày về mày chăm người yêu mày chứ? Vợ tao đây. Đây là vợ tao và mày. Đây là vợ tao chứ không phải vợ mày. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mày nhát rồi. Chết rồi. Vợ ai? Vợ của anh này. Vợ của anh này đấy chưa? Mày nháo mày nhảy gì? Dèo nói nè anh. Nó bị chát. Chắc là mới chia tay người yêu sao đấy. Thì mẹ đừng có mà nhảy nhảy. Này đừng có mà nhảy nhảy. Vẫn hôm nay mày ăn phải bẻ à? Mày bắt chước nhại nhại đấy.
mày liều quá nhỉ. Đây đi. Đây ngồi đi Thư ơi. May lắm bảo chị Thư rồi á. Mẹ thằng mày dạo này bật à? Dạo này mày bật à? Dạo này mày bật à? Ăn đồ. Được rồi đấy. Lại mỗi chồng mấy chồng ạ. Mày đi thẳng đi, tao đi ngoan. Tao ngoan nữa này. Tao ngoan nữa này. Vợ đi ngoan ơi. Vợ tao, để vợ tao tụi đi. Ô, vợ tao để vợ tao tụi đi ô kìa. Tụi vợ ăn đi. Tụi vợ ăn nốt này đi. Ngon không? Ngon không? Ngon đúng không? Ngon đúng không? Tao bảo anh kia là ngon chứ tao bảo mày ngon đâu. Vá vẩn. Vá vẩn. Vá vẩn. Vá vẩn. Vá vẩn. Lúc này không yêu sao. Thằng này mẹ mày bị sao nhở, nó cứ nhại 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 nhở. Thế thì làm sao nó cứ nhại nhại nhở. Thằng nào nhại làm chó. Thằng nào nhại làm chó. Thằng nào nhại làm chó. What the fuck. Damn. Thằng nào nhại làm chó. Thằng nào nhại làm chó. Ngồi đây. Ngồi đây. Tránh ra. Tránh ra. Vợ tao vợ thôi. Vợ tao vợ thôi thôi. Ngồi đây, bà ngồi đây, ngồi đây, cho bóp luôn cho, cho bóp luôn cho nhá, bóp luôn cho. Nào, bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra không? Thôi kể để cho nó bóp được. Vợ, cười đặt đi, chồng bóp chứ cho nó bóp. Thôi mày ra đi. Thôi mày ra đi. Vợ tao, đéo phải vợ mày đâu, mày ngồi đây. Vợ tao đéo phải vợ mày đâu, mày ngồi đây làm gì? Tao ngồi đây mà vợ tao thì tao ngồi. Ô thế thì vợ tao tao ngồi. Ô thế thì vợ tao tao ngồi. Hảo Hán, Hảo Hán. Anh xem thế nào, anh xem nó mình làm sao, anh bị mẹ làm sao à? Anh xem mình làm sao, nó nháo à? Mẹ vợ em nó ra, nó ngồi cùng với em. Vợ em nó ra, ngồi cùng với em. Vợ em nó ra, ngồi cùng với em. Vợ em nó ra, ngồi cùng với em. Hiện tôi ngồi là sao? Mẹ vợ tao ơi, mày điên à? Đấy vợ tao, mày bị điên à? Tao đang ngồi đây vợ tao, mày ra đây làm cái đéo ấy. Ở đây tao ngồi vợ tao. Mày mất trí nhớ à? Bố ngồi đây, bố để, bố tay để, bố để chân ở đây này. Ơ, bố để chân đây này. Bố đéo để nữa, bố đéo để nữa. Này hay nhà hai người. Bố rung đùi. Anh ơi sao nó bị làm sao đây? Mẹ bị nhào. Anh xem nó bị làm sao ấy, nó bị nhào à? Ô kìa. Anh đánh em. Mày đủ mày có ấm không? Ô, không ấm. Ngày hôm nay sao ấy, mày chưa thành yêu lâu à? Thôi kệ chồng bạn này nó bị làm sao ấy. Chiều... Thôi kệ chồng bạn này bị làm sao ấy. Chiều chồng dẫn đi ăn bún đấy nhá. Ok, cho em bún rượu nhá. Chiều chồng dẫn đi ăn bún ngàn nhá, bún rượu nhá. Chiều chồng dẫn đi ăn bún ngàn nhá, bún rượu nhá. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Mày ra đi. Mày ra luôn đi. Đi. Tiền đâu? Tiền đâu có. Tiền thì đâu có ấy. Tiền thì đâu có ấy. Ăn đồ. Được của nó đấy. Mày ra đi. 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 Đi. Bỏ tay ra. Nhanh thằng này luôn. Bỏ tay ra. Thằng này. Điên lắm rồi đấy. Ôi, đi rồi. Tao. Ai cơ? Thôi làm gì em chứ? Nó làm gì với em chứ? Vợ mày đâu? Vợ em đây. Không. Vợ em nó bảo là vợ nó. Vợ em nó bảo là vợ nó. Anh xem nó bảo là vợ nó. Cái thằng kia. Anh bỏ ra để nằm trên bà đi. Anh ấy bỏ ra để nằm. Vợ kia thì vợ mày đâu? Vợ bố anh bảo vợ mày. Vợ bố mày bảo vợ mày. Thôi tao ra xem thôi. Thôi, hư đang bầu ấy. Tao đi ra đây. Được. Hảo Hán. Hảo Hán. Ừ, vợ ơi, đi đường này đi. Đi đường này đi. Mà bướng rượu đây này. Bướng rượu. Ông mày. Mày đã nghĩ vậy đấy. Ôi ơi ơi. Phương. Ôi ơi ơi. Phương. Anh một người là anh xem nhờ. Anh xóa này nó nhảy em. Cái thằng này. Ở đấy. Đấy, vợ tao. Đánh ra vợ tao. Vợ tao như vậy mày à? Vợ tao như vậy mày à? Mày nhảy vào trong mày. Vợ tiền như vợ mày không? Mày biết vợ tao xin bao nhiêu không? Mày nói đi. Mày nói đi. Mày nói được à? Nói được à? Bây giờ mày nói vợ tao xin bao nhiêu? Bây giờ mày nói xin vợ tao xin bao nhiêu? Xin ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? Mày nói thử cho mày đoán được không? Mày nói thử cho mày đoán được không? Đoán được. Đéo biết nói. Đéo biết nói. Bêu. Đi. Kéo bên nói. Xí. Trời ơi, tâm mệt quá. Đi, không mẹ. Thôi, kia đây. Ôi. Đây. À kìa. Ôi, mày ấm đầu à. Vợ, cái gì mày đừng để anh kia mà điên lên.
Mày mới ăn 7 món liều rồi. Nhảy chọn mày cứ chọn mày đồng mà chị anh kia trả rồi chốt đi thôi em thôi thấy anh chị cứ nhảy nhau thì em chốt đi thôi anh chốt này chưa chưa luôn đi chốt em chốt anh đi chốt tí thôi mày chốt chốt tí hôm trước anh nhảy vợ em nên là hai anh em bảo là đi chôn kiên cái cũng nhảy lại xem như nào. Nó bảo là vợ em ngon rồi lại gì em thôi trôn anh trôn trôn anh tinh đây là hai nó bảo anh trôn rồi trôn nó vậy nghĩa là cái này em trôn anh chị tí đâu cái nào cái này nó bảo nó gây năn tức ở nó bảo là em với cả thư suốt ngày cơm chó là gây năn tức ở để trôn nhiều đấy đấy lúc nào cũng cơm chó lúc ngày đi đâu cùng nhau ăn bữa ăn cùng nhau thế xong kiếm người yêu mà ăn đi tao kéo người yêu đó thì sau này chỉ là chỉ thích những chị em phụ nữ rơi tầm quả u 80